cách giã đông cá đông lạnh đúng cách. Với cách này cá sẽ giữ được độ tươi, không mất mùi đặc trưng của cá và cá sẽ không bị tanh. Bây giờ chúng ta cùng làm các bạn nhé. Đây là cá đông lạnh các bạn ạ. Mình sẽ lấy ra một con. Bước đầu tiên cho cá vào trong chảo. Đổ vào đây nước. Nước có nhiệt độ bình thường. Tráng qua cá thế này và để thời gian là 30 giây các bạn nhé. Sau 30 giây chúng ta sẽ lấy cá ra. Cá rất là cứng, đây là cá đông cá. Bây giờ xả đông cá như thế nào để hợp lý nhất và cá vẫn đảm bảo được tươi, mùi vị đặc trưng của cá không bị mất thì chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm. Mình cho vào cá 3 thìa giấm trắng. Sát toàn bộ giấm vào trong mình cá. Giấm có tác dụng đẩy nhanh quá trình giã đông, đồng thời làm cho cá không bị tanh. Cá rất là cứng, chưa có chỗ nào mềm cả. Chỉ riêng cái phần này nó hơi mềm ra được một chút. Sau khi sát giấm đều trên hai mặt của cá, chúng ta dùng đến muối các bạn nhé. Muối chúng ta sẽ sát đều, không bỏ sót một vị trí nào của cá. Hỗn hợp giấm muối sẽ tăng nhanh quá trình giã đông cho cá, đồng thời cá sẽ được rửa sạch, không có mùi tanh. Cứ để nguyên như thế này, cá trong thời gian 5 đến 7 phút, cá sẽ mềm dần ra. Sau 7 phút sát muối và giấm vây cá đã mềm mại. Cá đã mềm hơn, chúng ta cắt bỏ toàn bộ vây và đuôi cá, đồng thời bỏ mang cá và rửa lại thật sạch. Khi rửa chúng ta rửa sạch hết toàn bộ màng đen bên trong bụng cá bạn nhé. Cái phần này làm cho cá rất là tanh và đồng thời mang cá cũng phải rửa thật sạch và cá vẫn rất là cứng, nó chưa mềm hẳn. Thế này thì chúng ta đã giã đông được đến 70%. Như vậy mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách xả đông cá như thế nào là đúng cách nhất. Các bạn không nên ngâm cá trong nước nóng để xả đông cá các bạn nhé. Đấy, cá bây giờ nó đã mềm thế này, các bạn có khỉa một cách dễ dàng nhưng nó không quá mềm. Cá giữ được độ tươi của cá. Các bạn dùng muối một chút sát lên cá thì cái lượng muối này các bạn sát vừa phải thôi để tí chúng ta làm sốt cho lên. Sát cá xong chúng ta để cá đấy và đi chuẩn bị các phần nấu các bạn nhé. Để làm món cá này mình có một số nguyên liệu chuẩn bị, đó là một ít hành, quả ớt, một miếng gừng, mấy nhánh tỏi và một nửa quả ớt chuông. Nấu món cá là không thể thiếu ớt, cho bớt phần hột đi. Mình vừa thái nhỏ gừng, tỏi, gốc hành, ớt cay, ớt chuông và hành lá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị sang phần sốt. Một thìa cà phê nước tương Maki, một thìa cà phê dầu hào, một nửa thìa cà phê muối gia vị, một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê đường, một nửa thìa cà phê tiêu, một nửa thìa cà phê bột ngô. Cho vào nửa chén nước, khuấy toàn bộ đều lên. Phần sốt chuẩn bị trước xong rồi. Làm như thế này thì chúng ta làm nó nhanh và tiện hơn các bạn ạ. Cho vào chảo một thìa dầu. Để cho dầu thật nóng, láng đều dầu trên chảo. Sau đó các bạn hãy đổ cái chỗ dầu nóng này ra. Bếp phải lửa trung bình, chúng ta đổ dầu mới vào. Cho cá vào rán. Tỏi ớt vào khi thơm. Các bạn để lửa trên trung bình. Thơm rồi đổ toàn bộ cái phần sốt đã chuẩn bị sẵn vào. Lúc này các bạn hãy nêm lại nhé, cho nó hợp với khẩu vị. Có thể gia giảm thêm một chút. Mình cho ớt chuông vào. Mình cho vào chút mật ong. Một thìa cà phê giấm. Mình thấy cái sốt này là vừa ý rồi. Cho cá vào. Lên lửa dưới trung bình. Sốt hôm nay mình làm rất là đơn giản, chỉ có hành, gừng, tỏi, ớt, nước tương và dầu hào. Rồi mình đậy nắp vào và đun trong thời gian 2 phút.
thơm luôn. Đã được 2 phút rồi, các bạn ấy mở mắt ra nhé và dùng thìa hoặc sẻng cho phần sốt dưới lên trên mặt cá. Vậy nắp luôn 1 phút nữa. Wow, ngon không các bạn? Rất là ngon. Rắc hành lá lên, bổ sung một chút tiêu. Món ăn của mình đã xong. Trong video này chủ yếu chỉ giới thiệu với các bạn cách ra đông cá như thế nào là đúng cách nhất. Mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nhé bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh. Ấn chuông để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công nhiều trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.